Bữa trưa vui vẻ hôm nay sẽ mang tới cho các bạn điều gì? Tại vòng tuyển chọn bài hát hay nhất Sing My Song Online, sáng tác Why Not của Hoàng Hồng Ngọc và Toby Quốc Trung đã vượt qua hàng trăm clip dự thi khác và được giám đốc âm nhạc lựa chọn bởi sự mới mẻ, phá cách và giọng hát ấn tượng. Hãy xóa hết những ngại ngần trong anh. Cũng viết về tình yêu, nhưng bài hát lại chọn những giai điệu vui tươi, dễ thương hơn so với nhiều tiết mục khác. Những điều đó đã làm nên sự khác biệt của Hoàng Hồng Ngọc, quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ. Tiết mục cũng trở nên đặc biệt khi có sự phối hợp ăn ý giữa Hồng Ngọc và Quốc Trung. Nếu như ở vòng online, khán giả chưa thấy rõ được cá tính của cô gái 25 tuổi, thì bước vào vòng recording, bản phối hoàn toàn mới khiến bài hát trở nên ấn tượng và thu hút hơn. Cùng chào đón Hồng Ngọc và Quốc Trung đến với nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Chớp nhoáng bỏ lại sau hành nghi cùng bao nghĩ suy, bởi vì anh mãi đắm say hay vì môi son luôn hờ hững lại gần đây bờ môi mình trao như khát khao. Chợt nhận ra tình ta dường như là hư vô, chỉ cần một đêm thôi được sống trong thăng hoa này, chỉ cần nhắm mắt môi cho môi và tan vào nhau một lần thôi. Ngại ngần trong anh, hãy cho nhau những đợt hút trái tim, hãy quên đi bao bộ phiền quanh đây và hãy bên em anh nhé. Yêu không sẽ tư, yêu không nghi ngờ, yêu không cần nói I love you. Yêu không âu lo, yêu không tâm đi, yêu không cần nói I love you. Yêu không sẽ tư, yêu không nghi ngờ, yêu không cần nói I love you. Why not? Yêu không âu lo, yêu không tâm đi, yêu không cần nói I love you. When em là một buổi chiều tà, cơn gió nhẹ thổi đôi hơi hai gần qua, bất chợt khoảng cách sau ta gần quá, anh phải tự dối lòng để đoạn đường thêm xa. Nhưng váy trắng tóc nâu nụ cười em ở đó, anh nghĩ tim anh đã rơi cùng em cuốn theo chiều gió. Dặn lên rồi để giữ cho mình, thôi yếu lòng nên chắc say tình, thôi thì cứ yêu đi tình cảm chia ly tất cả là cũng do mình thôi. Hãy xóa hết những ngại ngần trong anh, hãy trao nhau những lời hút trái tim, hãy quên đi bao mộng phiền quanh đây. Okay. Và hãy bên em anh nhé. Let's go. Yêu không sẽ tư, yêu không nghi ngờ, yêu không cần nói I love you. Why not? Yêu không âu lo, yêu không tâm lý, yêu không cần nói I love you. Yêu không sẽ tư, yêu không nghi ngờ, yêu không cần nói I love you. Why not? Yêu không âu lo, yêu không tâm lý, yêu không cần nói you. Oh, there is a moment I love you so good and it can't be broken. Anh cầm hoa hồng đỏ đứng lại gần rồi trao môi, yêu em vậy thôi, nếu như em không thích ok anh sẽ không kết lời. Okay. Bên nhau thì cho hết ngày sau dù có ra sao anh cũng biết. Lời thì phi đi các thứ kệ đi, vì đối với anh không biết. Anh cứ để một tí tự nhiên, thôi tạo hòa vào nhau cùng đêm trôi. Có thể dần lớn đơn tình ngôn ta vừa tới hay không tôi chẳng muốn đưa cho bản thân tuyệt vời. Let's go. Không suy tư, không suy tư, không nghĩ không cần nói I love you, không cần nói, không âu lo, âu không lo, tâm tí, không cần nói I love you when I. Ta không cần suy tư, và ta không cần nghi ngờ, chỉ cần ta bên nhau vậy thôi em ấy. Và ta không cần âu lo, và ta không cần phân tí. Ok, ok, why not baby you look so high? Why not, baby, you look so hot? Why not, baby, you look so hot? Why not, baby, you look so hot? Why not, baby? Why not, baby? Yeah!
vời, xin cảm ơn Hoàng Ngọc và Toby Quốc Trung đến với Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Phải nói rằng là tôi đứng ở bên phía bên ngoài của Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ và lắng nghe từng cái câu hát của các bạn, và đặc biệt là cái chất giọng quá là quyến rũ và phải nói rằng là cực kỳ là gợi cảm của Hoàng Hồng Ngọc. Bạn đã chinh phục khán giả truyền hình rồi, và ngay bây giờ thì tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng chào đón tất cả các bạn đến với Bữa Trưa Vui Vẻ, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Hoàng Hồng Ngọc và Toby Quốc Trung. Bây giờ thì là lúc mà tất cả các bạn sẽ cùng giới thiệu về mình một chút xíu để khán giả có được cái hình dung về các bạn, và sẽ tương tác với chúng ta trên trang fanpage của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ nhé. Xin mời Ngọc ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay thì hy vọng là sẽ mang thật nhiều điều thú vị và chúc các bạn có một bữa trưa thật là vui vẻ. Này, tôi thấy rằng là lúc bạn hát thì rất là khác so với lúc bạn nói, đúng không? Thế bây giờ bạn có thể giới thiệu mình theo cái cách mà bạn đang hát được không? Theo cách của em ấy à? Ừ. Các bạn ơi, vui vẻ nhá. Không được, đấy này không phải là theo cách của bạn ấy, đấy là một chất của rapper rồi. Xin mời Quốc Trung nào. Hey yo, xin chào các bạn đã đến với Bữa Trưa Vui Vẻ. Tôi là Toby from Baseball. Và hãy chung mình và chị Ngọc sẽ hy vọng là mọi người sẽ có tận hưởng một bữa trưa thật là vui vẻ cùng với Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay ạ. Này, tôi cứ tưởng là chỉ có hát, thỉnh thoảng ca sĩ bị quên lời thôi, hóa ra rapper thì có lúc giới thiệu về mình cũng quên cả quên. Không sao cả, trong suốt 60 phút của Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ còn chứng kiến rất nhiều những giây phút thú vị hấp dẫn, và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị rất nhiều những bản có thể nói là trọn vẹn những sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc. Trong cái sân chơi Sing My Song thì Hoàng Ngọc mới chỉ giới thiệu rất là ít những ca khúc của mình thôi, đúng không? Nhưng ngày hôm nay bạn sẽ phải hát ít nhất là 10 bài, bạn thấy thế nào? Em chưa biết được từng đấy mà chị. Thế à? Tôi tưởng là bạn đã có cho mình cả một kho khá là nhiều những sáng tác rồi, nhưng mà dần dần bạn mới tung ra chứ. Nếu mà 9 bài thì được, 10 thì chưa đủ ạ. Chứng tỏ là bạn đã biết được 9 ca khúc rồi, đúng không? Hy vọng là ngay sau khi rời khỏi Nhà Hàng Bữa Trưa Vẻ cũng chính là một cái nguồn cảm hứng để bạn có thể sáng tác thêm một bài nữa. Biết đâu cũng chính là một ca khúc mà tặng cho Nhà Hàng Bữa Trưa Vẻ chúng tôi thì sao, đúng không? Hoặc là tặng cho tất cả các khán giả đang ngồi trước máy tu hình để theo dõi Bữa Trưa Vẻ ngày hôm nay. Còn bây giờ theo một cái thông lệ rất là quen thuộc của Nhà Hàng Bữa Trưa Vẻ là chúng ta sẽ cùng chụp một tấm hình gọi là hình check in. Để đánh dấu sự xuất hiện của tất cả các bạn trong Nhà Hàng Bữa Trưa Vẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Và tấm hình này sẽ đăng tải lên trên trang fanpage để các bạn có thể truy cập vào đó, gửi ảnh của tất cả các bạn lên đây nhé. Để rồi trong chương trình chúng tôi sẽ lần lượt đưa những hình ảnh của tất cả các bạn lên trên TV để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng hình ảnh của các bạn là một này, xem các bạn đang ăn gì là hai, thứ ba đó là đưa ra các cái câu hỏi dành cho khách mời. Còn bây giờ nào, tôi chúng ta chụp ảnh đi nhỉ. Nói nhiều quá rồi đúng không? Tấm ảnh check-in hôm nay em thấy ở đây có 3 người mặc đồ đen và 1 người mặc đồ không liên quan. Không liên quan. Đừng nói thế, dài không liên quan. Tôi biết các bạn mặc đồ đen, chính vì vậy tôi sẽ chọn phần dưới là đen, phần trên là trắng. Thế thì chúng ta sẽ chụp một bức hình với chủ đề là khác biệt hay là đen trắng. Bây giờ cho Ngọc chọn. Ảnh các bạn gửi về là ảnh đen trắng. Hãy chỉnh sang chế độ màu black and white. Đúng hay đấy. Đây, đó là một ý tưởng hay, chúng ta sẽ chụp với chủ đề là đen trắng nhé. Và các bạn khán giả hãy nhớ tương tác tấm hình với chủ đề đen trắng với màn hình Bữa Trưa Vui Vẻ đằng sau lưng để cho thấy rằng các bạn đang theo dõi chương trình cùng với chúng tôi nhé. Nào, chủ đề đen trắng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những cái phần để xem là khán giả thì đang nói rằng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có gì. Chúng ta sẽ cùng chờ đón. Khán giả sẽ lựa chọn món khai vị nào dành cho hai khách mời Hoàng Hồng Ngọc và Toby Quốc Trung, và con đường đến với cuộc thi Sing My Song, bài hát hay nhất của hai khách mời có gì đặc biệt? Câu trả lời sẽ có trong ít phút sắp tới. Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại để tiếp tục theo dõi Bữa Trưa Vui Vẻ. Thực ra thì bây giờ chúng tôi mới bắt đầu. Và chúng ta thì vừa mới lắng nghe một ca khúc là chính là một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc trong chương trình Bài Hát Hay Nhất. Bạn có thể chia sẻ về cái ca khúc Why Not và tại sao bạn lại lấy cái tựa đề là tại sao không như vậy? Bởi vì là trước câu đó thì tôi nhớ rằng là có một câu đó là I love you, sau đó thì mới là Why Not. Tại sao yêu lại còn phải hỏi tại sao không? À không, đây là cái câu anh đang nói bị sai ý của bài hát. cái ý của bài hát là yêu không cần phải tính toán, không cần gì cả. Và không nhất thiết là cứ phải nói là em yêu anh thì mới là yêu nhau. Yêu không nhất thiết là phải tính toán, thì câu trả lời là tại sao lại phải không? Này, khi nên tính toán. Tôi thì nghe cái ca khúc đó của Ngọc thì tôi lại nghĩ một cái điều mà nó khá giống với rất nhiều các bạn khán giả ấy. Đó là tại sao khi mà Ngọc đã đang là quán quân của Sao Mai 2015 rồi thì bạn lại lấy cái ca khúc đầu tay của mình để tham gia vào một sân chơi mới tinh như là Bài Hát Hay Nhất. Bạn không lo rằng là ô, thế nếu đến với cái sân chơi này mà mình thất bại chẳng hạn, giả dụ thế,
thì tự dưng là cái ảnh hưởng đến tên tuổi của quán quân Sao Mai. Đúng. Nói thật với anh chị là cái lúc mà em tham gia chương trình này á, hoàn toàn không có ý định là tham gia chương trình Sing My Song. Tức là em không bao giờ em hy vọng là em vào được cái vòng đầu tiên đấy, mà em chỉ gọi là nộp bài thi online cho vui với Top Bill Quốc Trung thôi. Em còn không biết vui. Em không biết là cái bài hát đấy là có hay hay không nữa. Tại sao lại mình sáng tác mà mình lại không biết là hay hay không? Thì tại vì đấy là bài hát đầu tiên của em. Chứng tỏ là mình cũng thử sức để xem là nếu như mình đang làm một lĩnh vực. Bởi vì bên em Hoàng Trang có nói rằng là hai cuộc thi, thực ra thì cuộc thi Sao Mai và cuộc thi bài hát hay nhất là hai cái phạm trù khác hoàn toàn. Đúng không ạ? Thứ nhất là thi về giọng hát, thứ hai thì lại là thi về sáng tác. Nên chính vì vậy Hoàng Ngọc tham gia và thực sức là chuyện đương nhiên thôi. Và khán giả phản hồi như thế nào khi nhận được đón nhận cái ca khúc Why Not đấy của anh? Khi mà em up cái bài đấy lên để kêu gọi vote ấy, của các bạn ấy, em không dám luôn ấy. Tại vì em rất xấu hổ, em không biết cái bài hát đấy là có hay hay không. Giống như kiểu mình có đủ gạch xây nhà. Tức là mọi người cũng không hình dung là tại sao lại bài đấy lại là của bạn ấy viết. Thường thường thì chúng tôi vẫn phải dùng cái từ là cư dân mạng ở trên trong hoặc kép ấy, là thường thường nếu như mà không yêu thích một điều gì đó thì mọi người đều kêu gọi nhau ném gạch, đúng không ạ? Ném gạch ném đá. Thì tôi mới hỏi tại sao mà Hoàng Ngọc biết là đã đủ gạch để xây nhà chưa khi mà đưa cái ca khúc Why Not này đến với công chúng. Thế còn với Toby, được biết rằng bạn cũng đóng góp ở trong đó. Bà nốt nhạc à? Có thể coi là nhiều hơn một tí. Nhiều hơn một tí. Cụ thể hơn là phần, có phải phần rap không? Dạ vâng, gần như là phần rap tất cả là em viết. Và cũng lần đầu tiên mà chị Ngọc gửi demo ấy, thì em cũng ngồi em nghe và em viết rap. Nhưng mà đến cái phần cuối cùng ấy, cái đoạn gần cuối ấy, cái mà Why Not Baby You Look So Hot ấy, cái đoạn đấy tự nhiên trong người em nó chảy theo cái giai điệu đấy, cái tiết tấu đấy là em cho vào luôn. Tôi thấy ở trong cái phần rap của bạn có một đoạn bạn bắn liền một mạch và tôi không nghe rõ một cái từ gì cả. Có một cái cao trào ở trong đó, cái phần rap mà và bạn hát liền một mạch. Bây giờ tôi muốn nghe lại từ từng chữ từng câu một ở đấy thì nó là cái gì đấy ạ? Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, thôi tao hòa vào nhau cùng đêm trôi. Con tim giận lối đưa đình yêu ta vươn tới hạnh phúc ngập chẳng muốn nơi trong người khác thật tuyệt vời. Âu. Bạn nói chậm cái đoạn đấy, bạn nói chậm lại xem nào. Con tim dẫn lối đưa tình yêu ta vươn tới. Hạnh phúc ngập tràn muôn nơi trong khoảnh khắc ngập tràn muôn nơi trong khoảnh khắc thật tuyệt vời. Đấy là nói chậm khó hơn là tôi nói thật với bạn nhé. Bất khó của tôi thỉnh thoảng thấy các bạn rapper thế này thì cũng rất là mong muốn là có một lần mình được thử sức, nhưng em nghĩ anh không có đủ khả năng. Không, em nghĩ được. Tại vì MC nói rất là không không MC mà nói nhanh thế không ai hiểu đâu. Người ta mình cũng lại chưa muốn xây nhà bằng gạch đá của cư dân mạng gửi tặng. Vâng, ôi chúng ta đã có một những cái phút trò chuyện đầu tiên tôi nghĩ rằng rất là vui rồi, nhưng mà bếp phó mãi vui quá thế là quên luôn mất trong việc là sẽ phải mời khách mời món đầu tiên không của nhà đâu, hàng ngày hôm nay. Vì nhân viên chưa đi mua được. Bây giờ chúng ta đừng để họ chờ đợi lâu nữa mà chúng ta hãy bắt đầu ngay với món khai vị. Hãy xem ngày hôm nay Hoàng Hồng Ngọc và Toby Quốc Trung sẽ được mời món khai vị gì nhé. Ngày hôm nay, món khai vị của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ sẽ là 5 món ăn nhẹ dành cho khách mời. 1. Chè đỗ đen. 2. Chè đỗ xanh. 3. Chè sen. 4. Chè con ong. 5. Chè hoa cau. Khán giả sẽ lựa chọn món khai vị dành cho khách mời bằng cách ấn chọn các món ăn được đăng tải lên fanpage ngay sau đây. Món khai vị do khán giả lựa chọn sẽ xuất hiện sau 10 phút nữa. Như vậy là, vâng, bạn chào rồi đúng không? Như vậy là chúng ta đã có những cái món khai vị rồi. Tôi thì đang thắc mắc với cả bạn Hoàng Trang, vừa nãy lúc mà quý vị đang xem giới thiệu về từng cái món khai vị thì tôi đang hỏi chè con ong là loại chè gì và tại sao không hiểu là chúng ta còn loại con khác không? Không ạ, ở đây chỉ có một chè con ong thôi ạ. Và có chè khác, ví dụ như là chè hoa cau để ăn cùng với xôi chẳng hạn, chúng ta hay ăn với xôi chè đấy ạ. Không, tôi đang hỏi là trong dân gian có loại chè con khác không? Nếu như các bạn tìm được thì các bạn nhớ tương tác với chúng tôi, gửi cho chúng tôi xem, ví dụ chè con heo. Con vịt, con gà, con gấu. Bởi vì có chè con ong, tôi đang thắc mắc là tại sao chè con ong thì lát nữa không biết là ở trong thì có ong hay không. Nhưng mà các bạn mà tìm được một cái loại chè, một cái con gì đấy bất kỳ thì các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi lên trên trang fanpage. Để rồi ở đó thì chúng tôi sẽ làm một cái món giống hệt như là các bạn chia sẻ để gửi tặng đến các khách mời trong những ngày tiếp theo. Bởi vì chúng ta, các bạn biết rồi đấy, chương trình chúng ta lên sóng mỗi ngày mà.
365 tốn chè lắm. Ngày nếu mà ngày nào cũng mời chè thì phải có đủ 365 loại, em nghĩ là hơi chính khó. Xác là như thế. Không biết là khách mời trong số 5 loại chè này thì Hoàng Hồng Ngọc, con gái thì rất thích chè rồi, nhưng bạn thích loại chè nào nhất ạ? Em nhìn đây thì em thích ăn chè sen ạ. Chè sen. Tại sao lại thích chè sen? Tại vì em thích thường ăn chè mất ngủ. Chắc là bạn thức khuya để sáng tác à? Không có, cái này không có. Sao em biết không có? Chính xác là em toàn sáng tác vào đêm. Yeah. Sáng tác vào đêm. Tại sao cứ phải sáng tác vào đêm? Tại vì đêm khi mà em ngừng các cái công việc hàng ngày lại và em bắt đầu tập trung vào các cái giai điệu, cũng như là nói chung là hàng xóm cũng hơi khó chịu một tí. Hàng xóm hơi khó chịu một tí. Thế ban ngày bạn vừa nói rằng là khi mà ngưng hết công việc, thế bạn chia sẻ luôn công việc hàng ngày của bạn là? Hàng ngày công việc của em là học tập tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng như là làm việc tại nhà hát Cắm Quân đội và đi phục vụ biểu diễn cũng như là các cái chương trình. Thế cứ đến đêm về sáng tác thì ngủ vào lúc nào? Sáng tác xong ngủ. Sáng tác xong rồi ngủ. Tôi cảm thấy lo cho sức khỏe của bạn quá. Tôi phải hỏi thật là một ngày bạn ngủ được mấy tiếng hả Ngọc? Trung bình thì em khoảng tầm 5 đến 7 tiếng. 5 đến 7 tiếng? Thì cũng được. Thế đến chiều mới ngủ dậy à? Mà cái tôi đã tính cái dòng thời gian của bạn ấy, thì là tôi thấy bạn là đi làm suốt cả ngày, xong tối đến sáng tác, đêm đến thì mới sáng tác khi mà mọi người đã đi ngủ rồi, xong rồi thì ngủ được 5-7 tiếng, thế sáng tác cả một đêm xong ngủ 5-7 tiếng thì phải chiều tối mới tỉnh dậy. Thế còn Trung thì sao? Dạ. Rap thì là bạn nói rồi, chảy lên một mạch ra ngay lúc đó một cách rất ngẫu hứng, chắc chả phải thức đêm để sáng tác đâu. À, thực ra thì đối với rap thì em cứ có hứng là em nhảy vào em làm luôn. Ngay bây giờ bạn có hứng không? Bây giờ đang hơi có hứng. Hoặc không? 3, 2, 1. Bình thường ạ. Em nhìn thấy anh Minh em chẳng có hứng gì hết đi. Tôi mà là Trung thì tôi sẽ trả lời như thế. Khi mà bị hỏi dồn thực ra cái này tôi cũng chỉ giúp khán giả thôi. Khán giả nói rằng là những rapper thì đặc biệt là những rapper rất nổi tiếng trên thế giới, họ khi mà họ có một cái nguồn cảm hứng của họ có thể là xuất phát ngay từ lúc họ không có hứng cơ. Tức là họ bất cứ lúc nào có thể đều có thể rap được, bởi vì nó giống như một cái dòng máu chảy rồi. Bất kể một lúc nào họ đều có thể rap được theo cái cách của mình. Cầm một mẩu báo lên có thể rap news, đã có rap news đúng không? Khi mà bạn hát một bài thì có thể là chêm ngay vào trong đó một cái đoạn rap nào đó. Đúng rồi. Và biết đâu đấy bạn cũng có một cái nguồn cảm hứng để bạn có thể rap được ngay. Ví dụ vài ba cái món ăn ngay trên mặt bàn bạn đều có thể nói được. Chúng ta có 5 món chè khác nhau. Hoặc nếu không, tôi cho bạn một đề bài nữa để bạn lựa chọn nhé. Nhà hàng bữa trưa vui vẻ, chúng ta có 2 đề bài. Một là về các món chè, hai là trong nhà hàng này bạn có cảm xúc và bắt được bất kỳ một từ khóa nào mà bạn cảm thấy bạn có thể phát triển nó thành một đoạn rap. Hãy bắt đầu luôn cho chúng tôi xem sự ngẫu hứng của bạn được không? Đừng nhìn sang bên phải bởi vì là chúng ta sẽ loại bỏ chủ đề MC đi. 3, 2, 1. Các anh cho em một đoạn thở bầm. Ok. Ngày hôm nay tôi đến đây với bữa trưa vui vẻ, mọi thứ thật là mới mẻ như cách mà tôi đã tươi trẻ. Nhưng mà không, vào đây mọi thứ đã khác, tôi được choáng ngợp với những thứ và những nốt nhạc và ban nhạc chơi thật tuyệt. Có anh Tít và Mít ở nơi đây, có chút chè nhưng không phải Tít Mít, đã đơn giản đây chỉ là chè sen, chè ngô, chè chè này nó là gì tôi cũng không biết. Và đó là chè con ong, như cách mà anh Minh nói đó là chè con ong, còn với tôi thì gọi nó là một cái thứ chè khác, tôi nghĩ đơn giản nó là chè chè gì khác. Tôi nghĩ đơn giản quá tuyệt vời. Quá hay, thực sự là tôi rất là ngưỡng mộ bạn. Thực sự là tôi rất là ngưỡng mộ bạn, và đặc biệt là những rapper khi mà họ trong đầu họ chỉ cần thoáng qua và khi hát thì họ sẽ tự đưa thêm những cái ca từ vào, và cái điều đấy làm nên những tên tuổi của những rapper nổi tiếng. Và hy vọng là tới đây chúng tôi mời bạn sẽ rất là khó bởi vì bạn sẽ siêu nổi tiếng. Tôi hỏi thật bạn Quốc Trung nhé, là khi bạn bắt đầu với một đoạn rap nào đó, ví dụ như đoạn rap vừa rồi chẳng hạn, thì bạn căn cứ vào điều gì bạn sẽ bắt đầu những cái câu đầu tiên? Như bạn đang học đấy, chị Trang chị đang học đấy. Những cái đoạn, cái đoạn vừa rồi thì em chỉ nghĩ đơn giản đây là bữa trưa vui vẻ và em freestyle thôi. Từ khóa là bữa trưa vui vẻ. Dạ vâng. Bạn có phải là một người học giỏi văn không, tôi hỏi thật? Hồi xưa đi học được mấy điểm văn, hỏi thật mấy phẩy? Thì cấp 3 lên cấp 2. Này cô giáo bạn đang xem đấy. Thì lên cấp 3 thì được 8,75 văn. 8,75 văn. Nhưng mà lên cấp 3 rồi thì gia đình muốn anh học Bana, thế nên là không học văn nữa. Học gì ạ? Học Bana. Bana là hóa ấy. Học khối A. Vâng ạ, đúng rồi. Tôi lại nghe thành Bana, tôi lại tưởng là bạn lên Tây Nguyên bạn học, bởi vì là hóa ra là bạn học
ban đúng không ạ? Tức là chuyên khối A, toán lý hóa. Dạ, và cuối cùng là từ đó là bạn không để ý gì đến môn văn nữa. Dạ em vẫn học văn như bình thường. Nhưng mà điểm phẩy thấp dần đi. Càng ngày rồi càng đỡ tốt hơn đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà thật ra từ cấp 2 mà văn đã được 8,7 mươi mấy thì tôi nghĩ rằng đấy là một thành tích quá là đáng nể, bởi vì tôi chưa thấy có bạn nam nào mà đạt cái số phẩy văn nó cao. Này. Ở phía bên này có những người học vào cái thời gian cấp 2 cực kỳ nét luôn đấy, càng về sau này thì nó đỡ thôi. Thế nhưng mà cái hồi đó tôi nói thật sự bạn, văn hồi cấp 2 tôi không nhớ là mấy phẩy, nhưng hồi đấy tôi học văn cũng rất là khá. Và chính vì thế mà tôi chọn thi chuyên ngành khối C, toán văn ngoại ngữ. Thôi, bây giờ chúng ta quên cái câu chuyện này đi. Khối C là toán văn ngoại ngữ. Văn sử địa. Văn sử địa. Khối D, khối D, toán văn ngoại ngữ. Bây giờ thì tôi mới đang quay sang tôi hỏi Hoàng Hồng Ngọc. Hoàng Ngọc ơi, hỏi thật sự bạn đã phát hiện ra cái năng khiếu của mình để bạn có thể viết được các ca khúc, năng khiếu sáng tác của mình từ khi nào? Lúc bé thì em có, hồi rất bé thì em có một cái đàn của một người em họ cho, thì em không biết đánh đâu. Nhưng đàn mà gì em, ạ? Đàn một cái đàn organ rất bé, kiểu như đàn đồ chơi không? Ấy. Không. Bé bé này. Trẻ con thì chắc là hay có đàn organ đồ chơi đúng không? Rồi. Thì em hay kiểu viết thơ ra, xong rồi em hát trên cái lời đấy. Nghĩ ra cái lời gì em hát từ hồi bé. Nhưng mà rất ít thôi. Xong khi em học lên cấp 2 thì em hình như không còn cái sở thích đấy nữa. Ai lấy cấp 2 mà lại chơi cái đàn đấy. Và em cũng không nghĩ là mình sau này mình có thể trở thành một nhạc sĩ. Quá tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các bạn khán giả, và đặc biệt là các bậc phụ huynh mua cho các con những cái đồ chơi mà những cái đàn organ nhỏ bằng nhựa đúng không ạ, chạy bằng pin, ở đó nó cũng có một số các cái giai điệu melody gì đó. Các bạn có thể hoàn toàn có thể tìm những cái bài thơ phổ cho nó những cái nốt nhạc mà các bạn thích, nhớ là như thế. Và sau đó thì có thể biết đâu đấy sẽ trở thành một cái ca khúc và đăng tải lên cho chúng tôi. Nếu như bài nào hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát sóng, xin hứa là như thế. Bây giờ đến lúc chúng ta phải mời họ món khai vị rồi, bởi vì là sau cái phần rap ngẫu hứng rất là tuyệt vời vừa rồi của Quốc Trung thì đã rất nhiều khán giả đã ngay lập tức lựa chọn cho các bạn những món chè mà theo họ rằng là các khách mời ngày hôm nay sẽ rất là thích. Chúng tôi muốn quay trở lại fanpage của Bữa Trưa Vui Vẻ để xem là khán giả ngày hôm nay đã lựa chọn món chè nào cho hai khách mời chúng ta. Nhiều nhất là chè sen. Đúng yêu cầu của Hoàng Hồng Ngọc. Xin mời Hoàng Hồng Ngọc. Topi Trung của Quốc Trung. Các món chè sau là giống nhau, thế thì Quốc Trung có quyền được lựa chọn bất kỳ một món chè nào mà bạn cảm thấy bạn là thích nhất. Đây là chè gì ạ? Đỗ đen. Bởi vì lúc nãy là em rụt rè quá, em không nói là em thích chè gì. Khán giả thì đang tương tác chúng ta. Tôi thích chè con ong. Chè con ong. Xin mời anh. Chính vì vậy cho tôi xin cái chè đỗ xanh. Cho tôi chè con ong. Vâng. Quá tuyệt vời. Tôi rất là tò mò và thắc mắc tại sao lại tên là chè con ong. Nếu như mà các bạn nào mà để ý ở đây thì chè con ong tôi có hình dung là trông nó hao giống mật ong đúng không ạ? Hao giống mật ong. Và vừng ở trên này được rải rất là nhiều thì trông hao giống sáp ong. Và tôi nhìn từ nãy giờ hóa ra là miếng này không khéo là miếng sáp nên... Nó có màu trông rất là giống mật ong anh ạ. Nhưng bên cạnh đó thì tôi đang hỏi rằng là nhân viên nhà hàng chúng tôi có thể hỗ trợ với tất cả các bạn khán giả để xem là đã có cái món chè của cái con nào khác con ong chưa ạ? Nếu mà có thì có thể chia sẻ với tất cả chúng tôi nhé. Nào còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện nhé. Nào bây giờ thì các bạn ơi, bây giờ thì khán giả đang nói rằng là các bạn có muốn xem cái tấm hình check in với cái chủ đề là black and white, đen trắng hay không? Nào bây giờ thì các bạn sẽ dự đoán đi. Hôm nay tấm hình check in rất là đặc biệt. Đen và trắng mà, chủ đề đen trắng nhưng mà có chữ vàng ở dưới kia là chữ gì? Những bạn khán giả nào đã chụp ảnh với chủ đề này của chúng tôi rồi ạ? Chúng tôi muốn xem hình của khán giả. Và tôi thấy rằng là các bạn thì đang bắt đầu chụp rồi đúng không ạ? Có nhiều bạn còn đang loay hoay với chiếc camera của mình. Nhớ là cứ với điện thoại di động mà có camera này, tích hợp camera này là các bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh và đăng tải lên trên trang fanpage của chúng tôi các bạn nhé. Nhưng mà trước khi đăng tải thì phải chuyển nó sang cái đen trắng. Đen trắng, đúng rồi. Chính xác là như thế. Ảnh màu là chúng tôi loại ra không tặng quà nữa. Và bây giờ trở lại với những câu chuyện của Quốc Trung và Hoàng Ngọc. Rất nhiều khán giả nói rằng là mới chỉ thấy là các bạn kết hợp ở trong chương trình Bài Hát Hay Nhất thôi, và họ muốn tìm hiểu thêm xem là điều gì
gì đã gắn kết hai bạn với nhau để cùng cho ra những cái sản phẩm âm nhạc. Bây giờ chúng tôi muốn có một cái thử thách nho nhỏ, thật ra đây không gọi là thử thách mà gọi là một cái phần chơi nho nhỏ, và qua những cái câu hỏi nhanh đó thì khán giả có thể trả lời một câu hỏi là tại sao ngày hôm nay Hoàng Hồng Ngọc và Quốc Trung lại đến đây cùng với nhau. Họ có điều gì chung, có điều gì riêng và điều gì đã khiến họ tìm thấy tiếng nói chung để có những sản phẩm âm nhạc chung, được không? Yeah. Mình bắt đầu nhá. Wow. Hai bạn đã có hai tấm bảng này, hai chiếc bút ở trước mặt. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi và hai bạn cùng đồng thời phải trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi đầu tiên đó là tôi đang ăn chè thấy ngon không? Bởi vì thưa các bạn, là cái chè con ong này ăn cái vị nó ngon quá. Vâng, và bây giờ thì câu hỏi của chúng tôi đầu tiên dành cho bạn đó là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào? Nhanh, mỗi câu hỏi chỉ có vài giây để trả lời thôi. Ca khúc đầu tiên hai bạn kết hợp là gì? Câu hỏi số 2. Cảm nhận đầu tiên của Quốc Trung khi gặp Hồng Ngọc và ngược lại, nghĩa là ấn tượng đầu tiên về người kia đó. Câu hỏi tiếp theo, hai người thấy giống nhau nhất trong âm nhạc ở điểm nào? Rồi, với 4 câu thôi, tôi nghĩ rằng là với 4 câu thì các bạn đã viết hết cái bảng rồi. Nào bây giờ thì tôi sẽ xem đầu tiên là đấy, bạn Hoàng Trang có thể cầm bảng giúp bạn Quốc Trung. Với các cái câu hỏi này thì đưa ra thì chúng ta để xem là hai bạn ý ghi có đúng với tất cả những gì mà các bạn ý đã cùng nhau trải nghiệm và trải qua hay không. Đầu tiên đó chính là tại phòng thu. AMG có phải tên của phòng thu hay không? AMG là tên của một phòng thu. Tôi lại tưởng là một hãng độ của một hãng xe nổi tiếng. Thế là nào, câu đầu tiên là chúng ta. Câu thứ hai câu hỏi chúng ta là gì nhỉ Hoàng Trang nhỉ? Là ca khúc đầu tiên hai người hợp tác là gì? Why Not? Why Not thì đương nhiên rồi, đấy chính là cái ca khúc đầu tiên của Hoàng Hồng Ngọc. Ấn tượng rồi, đầu tiên của ấn bạn tượng đầu về người tiên đối diện. Về người kia đó là béo. Xinh. Xinh. Hay mình đổi cho nhau thì đi. Tôi thấy là bình thường. Tôi thấy rất là bình thường. Quốc Trung không hề béo. Tại sao bạn lại có ấn tượng như thế? Trước đây bạn ấy hơn bây giờ 20 cân à Ngọc? Tại vì em xem ở trên hình ấy. Xem trên hình với cả mọi người. Em có xem trước hình của bạn này. Thì thấy à, tức là làm quen không? Xong rồi anh gửi cho em xem ảnh của anh đi không. Xem xong rồi béo. Em tìm tưởng... hiểu. Thế là người ta gọi là vỡ mộng ấy. Không, bởi vì tôi còn thấy bạn kia gọi bạn này bằng chị cơ mà. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thế mình cứ gặp các em là đòi xem ảnh. Không, em tự em xem lý lịch trích ngang như nào. À, lý lịch trích ngang để phối hợp làm cái why not tại AMG. Đúng. À, rồi ôi, bây giờ tôi mới hiểu. Thế, rồi tiếp theo là... Điểm giống nhau trong âm nhạc. Trong âm nhạc đó là... Ngọc thì biết là dị. Dị ở đây dị à? Tức là tôi có thể hiểu kinh là dị, hơi khác biệt. Khác biệt, đúng không? Độc đáo. Ừ. Cái từ này là từ mới của các bạn thôi mà, đúng không? Quốc Trung thì có câu trả lời là đam mê. Đam mê. Cái câu trả lời này câu nào đúng hơn? Bây giờ cho hai người tự bảo vệ câu trả lời của mình. Quốc Trung nào? Em nghĩ là đam mê. Đam mê tức là tại vì có đam mê thì mới có dị. Cho Ngọc đúng không ạ? Cả hai bọn em. Cả hai bạn đều đam mê, chắc chắn rồi. Phải có đam mê thì nó mới có cái dị đấy. Phải đam mê mới có dị. Theo các bạn dị thì làm nên thành công cho âm nhạc. Nó mang theo cái cá tính riêng của mỗi người. Cá tính riêng của bạn. Vâng. Bạn đưa cá tính của bạn như thế nào? Khi mà em những cái, hầu như tất cả những cái bài hát của em ấy thì nó mang một cái tính chất như là không ảnh hưởng nhiều của cái âm nhạc bây giờ mấy. Nó chỉ là cái thể loại nhạc thôi, còn ví dụ ca từ hay gì thì em cũng cố gắng đem những cái gì mà đặc trưng riêng của mình. Theo bạn, điểm mạnh nhất trong cái ca khúc Why Not mà bạn đưa được cá tính của mình vào một cái ca từ nào đó thì đấy đó chính là bạn, đó là từ nào ạ? Em ở trong bài hát thì em có thích cái câu là chỉ cần một đêm thôi được sống trong thăng hoa này. À, ý của bạn ý là một đêm thôi được sống thăng hoa trong đúng nhạc rồi, là đấy. Bạn ý mới mang luôn cái ca khúc à, này vâng, mà chính bản thân bạn ý cũng biết là nó có hay hay không, mang thẳng một cái đến thi luôn bài hát hay nhất đấy. Vâng, tôi anh nghĩ gì đấy tuyệt vời, thật ra tuyệt vời, rất là cảm ơn các bạn. Thực ra thì cái câu chuyện chúng ta càng ngày càng hay mà thời gian thì trôi quá nhanh, chúng ta đã đi được một nửa chương trình rồi các bạn ạ. Mà quên mất rằng là các bạn phải nói về cái món khai vị này, các bạn cảm thấy nó như thế nào? Chỉ cần ăn một miếng thôi là cảm nhận được nó suốt cả một giờ đồng hồ. Nào, đầu tiên ấn tượng của bạn về cái chè sen này nó có phù hợp với cái khẩu vị của bạn không khi mà khán giả đã lựa chọn cho mình? Bình thường khi em ăn chè sen á thì nó không có cái vị này. Ở đây em ngoài cái ngọt nó còn có một cái mùi gì như là hoa nhài. Ôi giời, tôi giật mình, tôi lại tưởng là một cái mùi gì đó nó dị dị. Mùi hoa nhài thế thôi, may quá. Vâng, ít nhiều nó vẫn còn rất là thơm đúng không? Thế còn Trung thì sao ạ? Món chè đậu đen của chúng tôi ngày hôm nay nó có hơi dị hơn rồi. Chè đậu đen bình thường của bạn được ăn hay không? À, nó
ngọt và nó mềm hơn một chút. Nó ngọt mềm và nó mềm hơn một chút. Nghĩa là cái gì nó... mềm ạ? À, cái ạ, đỗ, đỗ. À đỗ, vâng, vâng, mềm hơn. Mềm nó ngon mà, chẳng nhẽ tôi lại cho đỗ sống vào để cho nó cứng. Tại vì trước thì em thích ăn kiểu cứng cứng hơn một tí. Thích ăn cứng cứng. Hôm nay bạn thử một vị mới đi. Chúng tôi cũng muốn là khi các bạn đến đây, những khách mời đến đây thì sẽ cảm nhận những món ăn mà các bạn sẽ phải nhớ. Không phải chỉ một giờ đồng hồ như anh Minh nói, sẽ phải nhớ lâu 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 hơn nữa. Còn nhớ bằng cách nào thì tùy các bạn sẽ tự cảm nhận. À, và họ đã thưởng thức xong món khai vị rồi, bây giờ chúng tôi sẽ dọn ngay lập tức lên đây món ăn thứ hai, cũng là món chính của ngày hôm nay. Xin mời. Hôm nay, nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ sẽ giới thiệu đến các bạn món bò Úc nấu kiểu Napoleon. Nguyên liệu bao gồm thịt bò Úc, cà rốt, ớt chuông, hành hoa, hành tây, dứa, trứng gà, bơ và các gia vị đi kèm. Cách làm như sau. Cà rốt, ớt xanh, ớt đỏ, dứa rửa sạch, cắt miếng vuông cạnh khoảng 2,5cm. Thịt bò rửa sạch, ướp dầu hào, nước tương, tiêu, một chút tỏi băm để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Cho bơ, dầu vào chảo và phi thơm với tỏi, sau đó ta cho thịt bò vào đảo nhanh tay. Cho ớt, cà rốt, dứa vào, xào với một chút hạt nêm, xào vừa chín đến. Tiếp theo ta đun nóng chảo gang, cho hành tây, thịt bò và các nguyên liệu vào chảo, đun ở lửa lớn. Đập quả trứng gà thả vào, thêm cà chua hoặc hành tây tùy theo sở thích. Nhấc chảo ra khỏi bếp, để lên miếng gỗ, chảo vẫn rất nóng sẽ làm trứng tiếp tục chín. Lúc ăn trộn lẫn trứng, thịt bò, ăn kèm với bánh mì và rau. Chúc bạn thành công! Chào mừng các bạn trở lại với nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ, và món chính ngày hôm nay của chúng tôi đã được dọn lên rồi. Một món ăn mà tôi nhìn thấy, tôi thấy bánh mì thì rất là quen. Nhưng mà... cái món ăn này tên là gì đấy hả cha? Bò Úc nấu kiểu Napoleon. Ôi dồi ôi, sao hôm nay lại dị thế? Có cả món bò Úc nhưng mà không phải nấu theo kiểu Australia mà nấu theo kiểu Napoleon. Mà tôi nói thật sự với các bạn, bạn nào biết Napoleon đã từng nấu ăn như thế nào thì có thể chia sẻ với chúng tôi. Câu hỏi này thật sự nếu như các bạn trả lời được ấy, muốn gì chúng tôi cũng chiều. Khó tôi quá. Tôi nghĩ là cái tên này có khi nấu lại còn theo kiểu Napoleon. Này còn khó nhớ hơn cả cách nấu ấy. Lúc nãy chúng ta dạy khán giả cả cách nấu, tức là khán giả hoàn toàn có thể tham khảo những món ăn của chúng tôi để có thể tự làm ở nhà xem là mình có thực hiện được cái món ăn đúng như là cái công thức mà nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ đưa ra hay không. Nhưng thôi, tất cả những cái đó chúng ta sẽ bàn sau. Quan trọng là món ăn chúng tôi mời khách có ngon hay không. Đúng không? Vâng. Nhà Ngọc thực ra thì chúng tôi đưa ra cái tên đấy nghe nó cũng dị dị, bởi vì các bạn thấy không? À, giống như là cái cá tính của các bạn ấy thì nhà hàng chúng tôi đôi khi cũng đưa ra những cái nó cá tính để phục vụ các bạn nhá. Là xin mời các bạn, bạn nào ăn phần Úc và bạn nào ăn phần Napoleon thì xin mời các bạn cùng thưởng thức. Úc phần còn lại là sẽ mời anh Minh. Vâng. À, bây giờ thì trong lúc mà tất cả các bạn ấy thưởng thức thì tôi đang muốn là mời các bạn xem một cái phần này. Tôi nghĩ rằng là nhà bếp cũng sẽ rất là nhanh chóng để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta sẽ xem là ở cái phần này trước khi mà các bạn muốn xem ấy thì các bạn nên dừng ăn xong rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi chúng ta hãy ăn nhá. Nào xin mời cả hai thực khách của chúng tôi cùng với tất cả các bạn khán giả, chúng ta sẽ theo dõi một trong những cái vừa ăn vừa cười mà tôi nghĩ rằng là các bạn nào đang ăn phải dừng lại để theo dõi. Mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Dạ em không sao đâu ạ. Ôi may quá, nhưng mà mình rất tiếc là mình lại có việc phải đi gấp cho nên là mình xin phép nhé. À, dạ vâng ạ. Anh chào bạn. Mày ơi, anh ấy đẹp trai quá. Chị ơi, không những đẹp trai mà còn ga lăng nữa chị ạ. Thế cứ như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh ý. Em thích thế thì hay là đuổi theo anh ấy đi. Thôi sao ai làm thế, con gái con đứa đuổi theo là người ta đánh giá cho đấy. Trời ơi, thời buổi nào rồi em, bây giờ ấy là cọc đi tìm trâu em ạ. Thế nó mới tân tiến. Em biết là thế rồi, thế nhưng mà chị biết không, theo em ý, nếu mà em với anh đấy có duyên với nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Thế á? Cái duyên cái số nó sẽ vô lấy nhau mà. Chị bảo này, thế nếu mà bây giờ chị nói là ấy, cái anh chàng hoàng tử mà bước ra trong truyện tranh của em ấy nhỉ, anh ấy vừa đi mất ấy, anh ấy cầm theo ví của em ấy thì sao? Sao chị bảo em sớm? Này em kia! Em ơi, sao em vội tin người quá vậy? We'll be right back.
ra đây chỉ là một cái tình huống vui và hài hước để mang lại cho các bạn tiếng cười trong cái buổi trưa, và đặc biệt là trong cái giờ ăn cơm cùng với tất cả các bạn bè, đặc biệt là những ai mà đang ăn ở cơ quan cùng với đồng nghiệp. Chúng ta sẽ có một cái câu chuyện khá là thú vị khi mà theo dõi Bữa Trưa Vui Vẻ. Hỏi thật sự nhé, các bạn, đặc biệt là với Hoàng Ngọc này, thì là đã bao giờ bạn bị cảm nắng một ai đi ngang qua đường như một cái cô gái vừa rồi chưa? Đến mức độ mất cả ví. Có. Em rất là kiểu thần tượng mà những anh nào mà đi mô tô ấy. Bếp phò đi mô tô. Đấy, đi như này này. Là em có đã có lần là em phi xe theo rồi. Tôi bảo này, chúng tôi có ngay một cái ảnh của một người rất đẹp trai đi mô tô, bạn muốn xem ngay bây giờ không? Không, làm gì, để. Xem nào. Thật á? Anh muốn biết không? Anh muốn biết không? Bạn thích, thôi bây giờ tôi hỏi Ngọc trước này, là bạn muốn hình ảnh một người đi mô tô như thế nào? À, ngầu ngầu bụi bụi ạ. Ngầu ngầu bụi bụi à? Dạ. Đi mô tô phân khối lớn đương nhiên sẽ ngầu ngầu bụi bụi, và thế mặt như nào? Mặt lạnh lùng một tí. Lạnh lùng à? Cái tiêu chuẩn này có vẻ không, vì cái người này đi mô tô nhưng lại hay cười. Gì nữa không? Đi mô tô, đội mũ bảo hiểm. Hạ kính xuống thấy mặt anh ấy đang cười. Chúng tôi đang có một anh ngay bây giờ, bạn thử xem là có đúng với cả sở thích của bạn hay không nhá. Vâng. Bạn có bị cảm nắng vì người này hay không? Nào bắt đầu. Đây. Bạn thấy có đủ độ ngầu không? Anh đầu tiên ý. Trong 75 anh đang ngồi ở đấy, bạn chọn anh nào? Chắc là anh xe đỏ. Anh xe đỏ à? Cho tôi xem anh xe đỏ ạ. Hay quá. Ô tôi, anh bên cạnh không thích điều này. Vâng, anh xe đỏ bạn tôi. Nhẹ cả người, may quá. Thực ra thì Ngọc à, anh có gia đình rồi, đâm ra là cái chuyện đi xe mô tô nó cũng chỉ là đôi khi nó chỉ là cái câu chuyện khác thôi, nhưng mà chắc chắn là không phải là em nói về anh đúng không? Dạ. Rồi, thế cái anh chàng đi mô tô đấy hiện nay với bạn như nào? À đấy là gọi là đi ngang đường thôi mà anh. Đi ngang đường. Vâng, em đi. À, thế thì tôi mới đang hỏi là đi ngang đường cho đến bây giờ bạn có đuổi theo, bạn gặp lại anh ấy không? Chưa một lần ạ. Chưa một lần. Tại sao lại ấn tượng với những chàng trai đi mô tô nhỉ? Tại em thích gu mạnh mẽ. Gu mạnh mẽ. Cái lực hút ấy của người ta đối với em sẽ nhiều hơn. Tôi công nhận cái điều đấy đấy. Chính vì thế mà không biết là bạn đã có một sáng tác nào nói về biker dân đi mô tô chưa? Em chưa, em sắp rồi. Đó, đấy chính là sắp rồi đúng không? Vâng. Chứng tỏ là đã có ý tưởng trong đầu vâng, bạn rồi. Có. Có phải cái ý tưởng đấy vừa có không? Có hả Nốt à? Vâng. Bạn dễ tính nhỉ? Em muốn viết một bài về gọi là dân phượt đấy. Dân phượt, nào thế bây giờ hỏi luôn Toby, Quốc Trung. Dạ. Bạn có thích chơi xe không? Em không. Không à? Tôi thấy bạn ấy đang mặc một bộ trông rất là giống. Đúng rồi đấy, tôi đang hình dung trông bạn rất giống một biker. Đúng không ạ? Dạ. Một chiếc áo da rất là ngầu, bụi, quần thì rách hết đầu gối do có thể là bị ngã xe. Chính vì thế mà trông bạn rất là giống với các biker. Bạn có thể... Ngọc ạ, bạn có thể lấy nguồn cảm hứng từ anh chàng này để rồi sẽ sáng tác một ca khúc nói về dân phượt, và tôi nghĩ rằng tất cả khán giả và đặc biệt là các bạn khán giả của Bữa Trưa Vui Vẻ cũng sẽ mong đợi cái sáng tác này của bạn. Nhưng mà trước khi sáng tác đó được giới thiệu một lần nữa ở Bữa Trưa Vui Vẻ thì có lẽ là chúng ta hãy mời họ với một ca khúc khác. Lúc nãy khi mà chúng tôi thực hiện cái phần tương tác đầu tiên với cả những khán giả trên fanpage của Bữa Trưa Vui Vẻ thì rất nhiều người đã cảm thấy rất là thích thú khi mà nói rằng ngày hôm nay sẽ được nghe phiên bản của một bài mà họ cực kỳ thích, nhưng hình như là chưa bao giờ có một bản đầy đủ để cho khán giả nghe, đúng không? Bạn đoán được đấy là bài gì không? Bài Just Like a Snake. Bài chúng tôi gọi ngắn gọn là bài Con Rắn. Tôi tưởng Just Like a Snake tức là hãy kiểu nên như một con rắn. Đây câu trả lời phải dành cho tác giả. Ngọc thế nào? Giống như một con rắn, giống như là kiểu như là đấy là đằng sau cái con rắn đấy là hình ảnh của một người phụ nữ. Tôi hình dung ra là bởi vì cái từ just thì nó như một cái lời khuyên. Thế thì chúng ta thử xem bạn ấy khuyên chúng ta như một con rắn này như thế nào nhé. Bạn hãy cầm lấy micro nào và ra sân khấu. Mời các bạn hãy thưởng thức bài Just Like a Snake với tiếng hát của Hoàng Hồng Ngọc.
dương già là nhiều ngày tháng sống quãng đời hoang dã nắng ấm ôm không gian là con chưa dễ lắm còn chặt mình không lo toan phải sống dẫu mong manh nguy nạn phải tự mạnh mẽ lũ kẻ thù truy vấn thương xót đời thân ta quay trở lại đây, xin mời bạn quay trở lại đây. Anh chúng Minh... chúng tôi cực kỳ thắc mắc. Chúng tôi cực kỳ thắc mắc. Tại sao lại có một bài hát lạ đến như thế và hay đến như thế? Lần đầu tiên tôi nghe các khúc. Khi mà em được vào vòng trại sáng tác 24 giờ của Sumi Song ấy. Vâng. Thì trời ơi, bạn nói vào vòng trại làm tôi hết hồn. Em tức là bản thân em đi thi ban đầu chỉ với một ca khúc đầu tiên ấy. Dạ. Thì em rất là lo lắng. Vừa lo lắng mà vừa rất hứng khởi tại vì là mình không biết là mình sẽ làm gì trong cái trại đấy. Em bảo nếu vào đấy không biết được trong chắc thành trại. Bạn cứ nói thẳng là trại sáng tác nó cái từ nó cái tên của cái trại nên nó có trại sáng tác đúng rồi. Vâng, đừng nói chuyện vào trại sáng tác. Em bảo nếu em không sáng tác được chắc em phải gọi là vào trại thương điên luôn ấy anh. Cũng là một trại. Đúng rồi, một vâng, trại đấy. Nếu mà không trại đấy mà không qua được sẽ là vào trại kia. Thế tôi hỏi luôn nhá. Tôi hình như là bạn đã liên lạc lại với cái anh biker mà bạn lúc nãy bạn nói qua đường, có phải anh tuổi rắn? Đấy, có một cái gì liên quan, bắt đầu thấy rằng là qua 45 phút rồi tôi mới hiểu được cô một chút xíu. Đấy là có một anh chàng biker đi ngang qua cô, anh tuổi rắn. Vâng. Ngọc Quang Ngọc trả lời quay lại vấn đề âm nhạc đi, bởi vì cứ động đến biker là bắt đầu là... Không phải đâu, bởi vì là lại... có một cái ca khúc này nó rất là đặc biệt. Cái giai điệu của nó cũng rất là khác so với những cái âm nhạc thông thường mà chúng ta vẫn thường nghe. Em thấy nghe cứ như là đang đọc truyện nghìn lẻ một đêm. Arab à? Đúng rồi, tức là những cái giai điệu nó đậm màu sắc phương Đông. Và thực ra có một cái cảm nhận như này này Ngọc này, là khi tôi nghe những bài hát mà nó hơi màu sắc phương Đông một tí, hơi có những cái nét giai điệu của chúng ta vẫn hay gọi là người Chăm ấy, hay là Arab ấy, thì là thường nó mang cái màu sắc dân gian nhiều hơn. Nhưng mà bạn lại đưa những cái giai điệu đấy trên nền âm nhạc điện tử, tôi thấy nó có màu sắc cực kỳ là hiện đại. Thế thì cái cảm hứng của bạn viết ca khúc này như thế nào? Ban đầu là khi mà được giao đề bài á, thì huấn luyện viên là anh Nguyễn Hoàng Phong á, anh có cho là đề bài của em là chủ đề là tự do, nhưng phải viết làm sao mà có thể múa được, có thể múa được, đúng rồi, có thể múa được, có thể sử dụng nhạc điện tử, sử dụng chất liệu trap hoặc là belly dance. Thì em bảo belly dance à, thì em đó, thì em cũng vào đấy em chưa hình dung là em sẽ làm gì. Ôi dồi. Thế khi mà tất cả mọi người đều có được những cái ý tưởng rồi thì em vẫn cặm cụi em ngồi khắp nơi để tìm cứu vớt một cái ý đồ ấy. Thì gặp một con rắn. Không. Không phải à? Không, em gặp cái hình biểu trưng của cái chương trình Sing My Song là cái hình nút nhà khóa son này ạ. À khóa son, khóa son. Nhưng khóa son mà lại ra hình con rắn à? Đồng hồ đéo mà anh. Đúng rồi. Dạ. Cái lúc mà em nhìn lên cái tường ấy, em thấy cái bóng của nó đổ xuống. Như là mọi người đã xem trong chương trình thì cái bóng nó giống như kiểu là một người phụ nữ bị hắt hủi mà ngồi một góc ở một góc tường ấy. Em rồi, hình rồi. Dung ra và rồi. Em dựa vào đấy để viết câu chuyện. Trời, quá dị. Nhưng mà lần sau thì đừng hình dung phụ nữ giống như con rắn nhá. Không, em thấy có những câu, em thấy có những câu như này này mà vừa rồi thì Hoàng Trang rất là nghe cái phần lời ấy, rất là kỹ. Ví dụ như là khi có kẻ thù thì phải rất là mạnh mẽ, đúng không? Nhưng mà sau những cái phút đấy rồi thì mình lại phải trở lại là mềm mại uyển chuyển như một con rắn. Anh hiểu thế nào cũng được. Tức là mọi người đang bị định kiến về loài rắn. Không. Tôi không hề định kiến về loài rắn. Tại vì em thấy là rắn đa số, nó rất đẹp mà.
Vâng, đẹp mà, đúng rồi, trông nó lãng mạn mà. Trời ơi, tôi nhìn thấy một rắn hổ mang thì càng lãng mạn đi. Nhưng mà từ cái lúc mà nó bị nguy hiểm mà nó phải phản kháng thì rồi, bởi vì là gần đây thì tôi có đọc một số cái bài báo nói về là hiện nay lại còn có những cái xu hướng chơi giống như nuôi pet trong nhà, một số các loại rắn màu nhỏ đẹp. Xíu trông rất là đẹp nhưng mà lên giá lên đến hàng chục triệu mỗi con, thì tôi thấy rằng là đó cũng là một cái thú chơi thôi, thì khoan chúng ta không bàn quá lạ, bàn quá xa về rắn nữa, bởi vì cá nhân tôi chẳng hiểu về rắn cho nó mấy. Thế nhưng mà quay trở lại với cái cách sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc thì tôi thấy rằng là chắc chắn là bạn sẽ tiến rất xa trong cái con đường sự nghiệp sáng tác của mình, và tôi vẫn tiếp tục chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của bạn với Why Not, và sau đó thì là Just Like a Snake đúng không? Thì đã là hai cái thể loại nhạc khác nhau rồi, chúng tôi sẽ đợi tiếp theo là gì? Là gì ạ? Bài hát thứ ba. Bài hát thứ ba là một bài hát mà em viết đơn đặt hàng đầu tiên trong... tức là bắt đầu bán được hàng trong sự nghiệp gọi là viết lách của em. Đấy là trong chương trình The Remix thì có Hương Giang mới đặt hàng sao nó nhỏ thế, chủ đề Latin bởi vì nó đang muốn bí mật tí nữa nhạc reggaeton, tí nữa mình sẽ tiết lộ nhạc Latin. Thế trong đó có hình ảnh của Toby Quốc Trung không? Dạ, cái này là đặt hàng riêng nên là Trung không có sơ múi gì trong đấy, khổ thân bạn quá. Nhưng bây giờ chúng ta có lẽ là phải xem một chút với chương trình Hóa Ánh Sáng The Remix để xem là điều mà Hồng Ngọc đang chuẩn bị tiết lộ chúng ta là gì. Trong chương trình Hóa Âm Ánh Sáng, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc đã xuất hiện ở một vai trò vô cùng đặc biệt. Nếu tò mò, các bạn hãy cùng đón xem tiếp phần sau của chương trình. Bây giờ chúng tôi muốn là Quốc Trung sẽ tiết lộ về bí mật này của Hoàng Hồng Ngọc. Bởi vì là xem trong phần giới thiệu vừa rồi thì hình như biết bí mật vẫn chưa được bật mí tí gì. Trong lúc đó thì Hoàng Hồng Ngọc và tôi có thể ăn cái món này. Chẳng hạn nãy giờ tôi để hơi lâu, tôi xin mời bạn. Em có xem vào Ánh Sáng không? Là em có. Thế em thấy như thế nào về sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc trong chương trình đó dành cho Hương Giang Idol? Về riêng cái bài dành cho chị Hương Giang thì thực sự em nghe xong em thấy nó là một cái ca khúc đúng chất của chị Ngọc. Nó rất là, nó có một cái gì nó dị nhưng mà nó lại rất là bắt tai. Dạ. Tức là nghe một cái là người ta có thể lập tức yêu thích ngay tức khắc. Đối với mọi người thì em không biết, nhưng mà đối với cá nhân em nghe xong em thấy nó có một chút cuốn. Em có thể cuốn theo được. Khi mà Hương Giang Idol đặt hàng bài hát đó thì Ngọc nghĩ đến điều gì đầu tiên để rồi cho ra đời cái ca khúc đó? Thực ra là ban đầu em không nhận được. Vì? Tại vì em bước ra Sing My Song chỉ mới có 2 bài hát. Thì em đâu có biết là em có viết được nữa hay không. Tại vì chính huấn luyện viên của em còn thắc mắc là nếu em được vào vòng trong thì em có... Còn vốn liếng gì để viết được nổi không? Thế bây giờ em mới bắt đầu mà. Thì khi mà Hương Giang là một người rất là thông minh và cô ấy đã thuyết phục em, cũng như là em cũng có hỏi với huấn luyện viên của mình là có nên nhận lời làm không. Thì huấn luyện viên bảo là nếu em muốn khẳng định cái mà em đã làm ở trong Sing My Song và em chạm đến trái tim của khán giả thì em hãy làm cái đơn đặt hàng này. Tại vì khi mà đặt hàng có nghĩa là phải theo yêu cầu người ta mà làm cho người ta thấy hài lòng về cái sản phẩm của mình, thì khi đấy cái năng lực của mình mới được khẳng định. Thế là bạn quyết định nhận lời Hương Giang Idol và ca khúc đó đã ra đời. Thực ra sau khi mà bạn làm xong cái ca khúc đó cho Hương Giang Idol và thấy nó được trình diễn ở trên sân khấu ấy, thì bạn có cảm thấy là mình đã đạt được 100% kỳ vọng vào cái ca khúc mà được đặt hàng đầu tiên đấy của mình hay không? Có lẽ hài là lòng không? Em nghĩ là hài lòng. Tại vì là khi mà bản demo của em làm ấy thì cái âm nhạc và cái cách thể hiện của mình, cũng như là tại vì mình không ở trình diễn trên sân khấu mà, nên là mình không hình dung được là cái bài hát đấy nó có hấp dẫn hay không. Nhưng khi mà được xem Giang biểu diễn thì thực sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Phải công nhận là tôi cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ các bạn, bởi vì là thứ nhất là tuổi trẻ mà rất các trẻ. Bạn lại có những cái suy nghĩ và ngay cả cái phong cách và cái gu thẩm mỹ về âm nhạc của các bạn cũng hoàn toàn rất là rõ ràng về cá tính. Và đặc biệt là với các cái ca khúc mà bạn đã sáng tác, bắt đầu thì bạn nói rằng, chúng tôi có nói rằng là hôm nay bạn sẽ hát 10 bài, bạn bảo chỉ 9 thôi. Và bây giờ bạn chia sẻ là bạn đã có 3 bài, không biết là còn 6 bài nữa thì nó theo những cái phong cách gì khác nữa? Mỗi bài của em thì nó là một cái phong cách riêng. Và cũng do cái đơn đặt hàng thì
ví dụ như có những bài về dân gian đương đại. Dân gian đương đại. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng kể một loạt các cái ca khúc mà bạn đã từng sáng tác. Cách đây chỉ 1-2 hôm thôi khán giả, mà đặc biệt là những ai mà yêu mến Bữa Trưa Vui Vẻ thì vẫn còn nhớ là cách đây 2 hôm thôi, có nhạc sĩ Sĩ Luân có đến tham gia vào Bữa Trưa Vui Vẻ, và chúng tôi có đề nghị anh ấy hát một bài đầu tiên anh ấy sáng tác, và anh nói rằng anh không nhớ. Anh ấy quên mất rồi. Và có thể là chỉ là một câu nói đùa, nhưng đôi khi nếu như với nhiều sáng tác quá hay như thế nào thì đứa con tinh thần của mình rất là khó để mình có thể quên, đúng không ạ? Nhưng với Sĩ Luân lại là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt, bởi vì là anh ấy cả có một cái thời gian anh bị tai nạn và đã bị mất trí nhớ. Nhưng mà rồi sau đó thì anh ấy cũng xin đề nghị là hát lại cái bài mà anh ấy lúc nãy nói rằng là tôi không nhớ, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi không đồng ý cho anh ấy hát lại. Như thế nó mới là Bữa Trưa Vui Vẻ, đúng không ạ? Thế bây giờ với bạn thì bạn đã hát sáng tác đầu tiên là Why Not. Why Not. Bài tiếp theo Just Like a Snake. Rồi, Con Rắn. Và bài thứ ba. Thứ ba là Love No More. Toàn tiếng Anh à? Tại sao lại không chọn những ca khúc mà có tên là tiếng Việt? Đổi ra. Đã đổi sang tiếng Anh rồi. Hình như là định đi thi Sing My Song phiên bản Tây. Đâu, đấy là... Đâu? Cho thì em cũng đi. Nếu như mà bạn nào mà có thể đăng ký được cho Hoàng Ngọc đi thi cuộc thi bài hát hay nhất phiên bản nước ngoài thì nó có tên là Sing My Song, như mà ban nãy từ nãy giờ anh chị em chúng tôi vẫn trao đổi ấy. Thì giúp cho Hoàng Ngọc đăng ký. Nào, bài thứ ba là gì ạ? Love No More. Dạ. Rồi Say. Say là say tiếng Việt hay say tiếng Anh? Say rượu ấy à? Say rượu. Vâng, drunk. Nên viết luôn thành drunk. Dạ, nhanh quá, anh học nhanh quá. Bài chạm tới mặt trời. Chạm tới mặt trời. Touch. On the sun. Tiếp theo. Bài gần đây thì có một bài tên là bài Sen. Sen, đây là Sen. Tôi đoán là dân gian đương đại rồi. Sen là mình như kiểu mình gửi tin nhắn đi hả? Có chữ Sen hả? Hoa sen. Vâng. Anh ấy tư duy bằng... Lotus. Bạn hát thử một câu đi, xem nào. Tôi đoán là bài này sẽ là một bài mà có giai điệu dân gian đương đại. Đúng là dân gian đương đại. Chính xác. Nhưng mà cái này em không được hát. À, bởi vì em đã chót bán cho người khác rồi. Đúng rồi. Ôi, bạn đắt hàng quá. Này, thế tính bỏ là tài sản mình bây giờ là cũng khá đấy, đúng không nhỉ bạn nhỉ? Cũng hòm hòm. Nào, bây giờ thì với khán giả truyền hình rất là ngưỡng mộ bạn, và tôi thấy rằng không khác gì tôi đâu. Và tất cả bạn ấy thì đã chuẩn bị những cái lời có cánh để gửi đến cả hai khách mời của chúng ta trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta phải xem là ngoài cái khối tài sản đấy thì bạn có thể bổ sung gì thêm vào cái hành trang của mình nhé. Xin mời. Xin chào chị Hồng Ngọc và anh Quốc Trung. Mặc dù là quán quân của Sao Mai dòng nhạc nhẹ, nhưng mà đến với Sing My Song thì em đã thấy chị Hồng Ngọc trở nên mới mẻ, ấn tượng và phá cách hơn rất nhiều. Hy vọng rằng trong Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay thì em sẽ được nghe một bản song ca nữa của anh chị. Chúc anh chị luôn luôn thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Mình vốn rất là yêu thích chương trình bài hát hay nhất Sing My Song, và mình rất là ấn tượng với ca khúc Why Not mà các bạn đã thể hiện trong chương trình này. Và hôm nay thì được lắng nghe các bạn hát ca khúc này tại nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ thì mình cảm thấy còn ấn tượng và còn hay hơn nữa. Có lẽ là các bạn đã có sự đầu tư hơn nữa trong ca khúc này. Và mình rất hy vọng là trong thời gian tới thì hai bạn sẽ có nhiều sản phẩm chung hơn nữa. Em biết đến chị Hồng Ngọc qua chương trình Sao Mai 2015 với rất nhiều những ca khúc trữ tình và sâu lắng. Còn anh Quốc Trung thì là một rapper rất là nổi tiếng và có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng. Và em rất vui khi mà hai anh chị tham gia chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Em rất đón đợi chương trình ngày hôm nay và chúc anh chị có một bữa trưa thật là ngon miệng và thành công trong cuộc sống. Ca khúc Why Not, một ca khúc mà em rất ấn tượng trong chương trình Sing My Song, không chỉ bởi sự vui tươi, dễ thương mà còn bởi giọng hát rất là ấn tượng, đặc biệt khi nó được phối hợp bởi anh Quốc Trung và chị Hồng Ngọc. Hôm nay anh chị đến ăn trưa tại nhà hàng, em mong rằng anh có thể chia sẻ nhiều hơn về những dự định sắp tới trong tương lai của anh chị. Đấy, tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần tài sản vô cùng tuyệt vời để bổ sung thêm vào cái hành trang sáng tác của Hồng Ngọc. Bởi vì là rất là nhiều tình cảm của khán giả. Bạn muốn nói gì với họ không? Qua Bữa Trưa Vui Vẻ thì cho Hồng Ngọc và Thu Vy Quốc Trung xin cảm ơn các khán giả đã ủng hộ Ngọc ở trong Sing My Song cũng như là chặng đường âm nhạc sau này của anh. Chặng đường âm nhạc của bạn, tôi lại muốn trở lại với câu hỏi ban đầu ấy. Tôi thấy dường như là trong lịch sử cuộc thi Sao Mai, một cuộc thi về giọng hát, thì chưa có một ca sĩ nào khi mà đã đứng ở trên cái bục cao nhất, tức là được giải quán quân của Sao Mai, lại chuyển hướng sang sáng tác để tự khám phá bản thân mình và ngay lập tức đã có những cái thành công như bạn. Thế bây giờ bạn sẽ chọn là phát triển tiếp tục là một ca sĩ hay là đi về con đường sáng tác nhiều hơn? Hiện tại thì em đang làm song song.
Và em nghĩ cái việc mà một người ca sĩ tự sáng tác và hát ca khúc của mình, đấy là một cái xu hướng rất là thịnh hành bây giờ. Và nó cũng rất rất tốt cho cái con đường âm nhạc của em. Và với Quốc Trung thì sao? Bạn sẽ đồng hành cùng với tất cả các sáng tác của Hoàng Ngọc chứ? Chị cần là em có đấy. Chỉ cần khi chị cần là em có, đúng không? Chắc chắn rồi. Và tôi nghĩ rằng là với những cái giai điệu mà nói là dị hay là cá tính của Hoàng Ngọc thì không thể thiếu được những cái phần rap rất là đặc trưng của Tommy Quốc Trung. Bởi vì tôi cũng thấy rằng là bạn cũng phải nói rằng là vô cùng là sáng tạo và rất thông minh khi đưa ra những cái câu rap rất là ấn tượng như vậy. Và chắc chắn rồi, với các cái ca khúc hiện nay thì tôi thấy rằng là với những cái phần rap bè vào thì cái ca khúc nó cũng tạo ra được những cái điểm nhấn vô cùng là ấn tượng đối với khán thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta thấy không, thời gian trôi quá nhanh, trò chuyện mới 2 câu thôi, khán giả thì còn đang rất là muốn lắng nghe thêm nhiều câu chuyện của các bạn nữa. Bởi vì tôi thấy rằng ở trên trang fanpage của chúng tôi ấy, trong tấm ảnh check in thì có rất nhiều các bạn đang hiện nay đang gửi ảnh về với chủ đề đen trắng, có khi là phải để chúng ta phải theo dõi một loạt. Trong lúc đó thì với các ca khúc mà Hoàng Hồng Ngọc và Tommy Quốc Trung đã từng phối hợp với nhau thì các bạn đưa thêm vào ca khúc nào các bạn muốn lắng nghe vào phần cuối của chương trình thì Hoàng Ngọc sẽ đáp ứng tất cả các bạn. Chúng tôi muốn trở lại fanpage để xem những tấm ảnh đen trắng mà khán giả đã gửi về ạ. Nào. Chủ đề đen trắng. Thế mà có cái ảnh màu. Các bạn đều đã chuyển thành ảnh đen trắng kia. Rất hay, rất đẹp. Cảm ơn các bạn. Anh Quốc Trung rất tài năng, em rất thích đoạn rap vừa rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cái ảnh cuối này nhân luôn. Đây, ảnh quá đẹp luôn. Ảnh cuối quá đẹp luôn. Nào bây giờ cho chúng tôi quay trở lại với chương trình. Nào tôi bây giờ tôi hỏi bạn nhé. Có rất nhiều các ca khúc mà bạn đã sáng tác như thế, 9 bài đúng không? Hiện nay thì khán giả nói rằng là bạn đã hát Why Not rồi, bạn đã hát Con Rắn rồi, Snake rồi đúng không? Và bây giờ ca khúc cuối cùng bạn muốn gửi đến cho khán giả là gì? Chúng ta sẽ có 3 giây để trả lời câu hỏi này. Và ca khúc đó lại phải trình bày cùng với Quốc Trung, hai, khán giả đang mong muốn. 3. Chạm tới mặt trời ạ. Chạm tới mặt trời, tiếng Anh là On sun. Vâng, xin mời các bạn. Xin mời Quốc Trung và Hồng Ngọc. Và đây cũng là lời chào cuối cùng của bữa trưa vui vẻ hôm nay. Hy vọng rằng quý vị đã rất hài lòng với chương trình này. Đừng bao giờ quên, quý vị sẽ không bao giờ phải ăn trưa một mình, bởi vì luôn luôn có bữa trưa vui vẻ trên kênh VTV6 lúc 12 giờ đến 13 giờ hàng ngày. Xin chào. Đôi chân ai vừa lướt qua lao nhanh về phía mặt trời, đôi tay ai tìm nguồn nước ra mong sơ tan cơn khát thôi, trên môi ai kia mong chờ ngày không xa chạm tới mặt trời, trên đôi vai một ước mơ ngày không xa chạm tới mặt trời. Chặng đường dài khó khăn ngọt bùi đắng cay mặn thường cay, nhưng cuộc sống nó có để cho bạn được vun vai khi trước giấc cơn bóng dài nó cũng chẳng hề thương ai, ai cũng đang được giống như vậy, nhưng liệu có cần thương ai cũng đi qua bước qua hay để cho bụi dưới chân vương mãi, chẳng cần nói gương ai chỉ cần ta soi gương lại và chẳng bao được sự cố gắng của bên đời thương sai, cứ cố gắng để dù bước qua vòng đời chắc vá mặc mày xuất ra nhưng chưa khâm khá vì lòng cũng dài đã trong vãi thế đều mà dù ước lại mình chưa xa bao năm mình không có hồi kết đến thành công có bao hồi tết nhắm mắt tả hồn và để rồi chết tan cơn khát thôi, trên môi ai kia mong chờ giọt mồ hôi dần nói thay lời, lời trên đôi vai một ước mơ ngày không xa chạm tới mặt trời. Leo 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 leo. We hit on the show. Turn on the flow. We hit on the show. Ta sưởi ấm băng giá bằng âm nhạc của ta, lấy sức mạnh của nam mình đang nổi trẻ, được gọi là vô giá. Ta sẽ lên mọi người mạnh mẽ khởi nguồn từ chính ý chí sắt đá và mãi mơ dĩ khi hồn lên mặt sáng như con người sẽ lên lời ca. Giờ ta là nhạc trưởng, mà xung quanh ta chính là dàn nhạc giao hưởng. Chẳng cần là nhạc sĩ, chẳng cần Doremi Fa, chẳng cần là họa sĩ, ta sẽ quay đi tất cả vì
sẽ trao nhanh. Đợi tới ai tìm nguồn nước sao, mong giúp em cơn khát thôi. Trên môi ai kia mong chờ, giọt mồ hôi sẽ nói thay lời. Trời vài một ước mơ, ngày không xa chẳng tới mặt trời. Okay. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người.